Ở cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách tạo cái account cái My Name Shop và cái cách để kết nối cái account đó với lại cái theme mà các bạn chọn trên cái My Name Shop. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để cá nhân hóa, có nghĩa là chúng ta thay đổi cái nội dung một cái hình ảnh của cái trang web á cho nó hợp với lại tùy theo cái nhu cầu của mỗi người là khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang web. Web demo là icfix.org các bạn. Khi mà các bạn vừa mới install và active cái đem lên á thì cái đem nó sẽ như vậy. Cái cách nó hiển thị nó tùy theo cái demo của cái đem thôi. Thì các bạn thấy cái phần từ đây ở trên này chúng ta gọi nó là phần header. Rồi, còn các bạn thấy cái khung xanh xanh này thì chúng ta gọi nó là menu. Cái này là main menu. Còn cái ở giữa này chính là cái khung nó hiển thị cái nội dung của các bạn nè, chúng ta gọi nó là body. Còn cái ở dưới cái cuối cùng á thì chúng ta gọi nó là footer. Ở cái video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tùy chỉnh những cái hình ảnh và những cái nội dung trên cái header và cái footer này. Bây giờ mà để chỉnh được nó đó, các bạn sẽ phải kết nối vào cái trang quản trị của WordPress là hay là chúng ta còn gọi là trang admin đó, bằng cách là chúng ta nhấn cái tên trang web của chúng ta và chúng ta nhấn chữ xuyệt WP gạch admin. Rồi sau đó các bạn sẽ nhập cái tài khoản mà lúc mà các bạn tạo cái web vào. Nhớ lúc trước là mình tạo cái tài khoản là icfix.org. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào. Nó sẽ tiến vào cái trang đăng nhập của admin. Thì sau khi mà các bạn kết nối cái tài khoản My Name Shop với lại cái theme này thì các bạn nhấn vào cái theme option, nó sẽ hiện lên cái khung tùy chỉnh các bạn. Các bạn thấy không? Rất là nhiều cái để tùy chỉnh. Bây giờ các bạn nhấn vào cái Gear Setting này nè. Rồi, các bạn thấy cái chữ logo email không? Logo email nó chính là cái logo web của các bạn á. Cái logo web nó chính là cái này nè. Các bạn thấy không? Logo web là màn hình ảnh. Lúc mà các bạn chưa có upload lên á thì nó sẽ lấy cái tên web của các bạn nó làm cái logo. Cái này là chữ các bạn ha. Bây giờ mình sẽ upload lên cho các bạn thấy nha. Mình sẽ upload giống y chang trang.vn luôn để cho các bạn dễ hình dung. Nhấn vào đây, row. Sau đó các bạn chọn cái tập tin. Thì các bạn lưu cái hình vào cái thư mục nào thì các bạn sẽ chọn ở trong cái thư mục đó ha. Đây mình sẽ chọn cái hình này lên. Rồi, mình chọn nó một cái. Sau đó mình sẽ save lại. Rồi, giờ mình qua đây mình refresh lại một cái để các bạn xem nó hiển thị hình ảnh chưa. Đây, các bạn thấy chưa? Cái logo. Rồi, giống y chang. Phải lưu ý ha, đây chính là cái nơi để các bạn upload cái logo lên. Còn các bạn nhìn thấy cái logo nhỏ nhỏ trên này không? Thì nó chính là nó nằm ở đây nè. Khi mà các bạn chưa upload lên đó, các bạn thấy nó đâu có đâu, thấy không? Rồi, giờ mình sẽ upload nó lên luôn. Qua tải tập tin, chọn. Không biết trong này có hay không. Đây, mình sẽ nhấn mình chọn logo này. Sau đó mình chọn nó một cái. Rồi, giờ mình sẽ save lại. Đây bạn thấy ha, nó chưa có ha. Bây giờ mình sẽ thử refresh lại một cái xem nó có chưa nha. Rồi thấy không, nó hiện lên đây. Rồi, như vậy là các bạn đã biết được cái cách thay đổi cái hình ở đây và cái hình trên này rồi đúng không? Tiếp tục. Bây giờ các bạn thấy đây là cái hình tìm kiếm nè. Nó sẽ nằm ở trong đây. Phần header các bạn thấy không? Đó, như lúc đầu mình nói với các bạn thì cái khu vực này chính là của cái header ha. Khu vực này là của header. Nhấn vào cái header. Các bạn quyết định các bạn có cho nó hiện cái logo hay không thì các bạn nhấn on và off. Bây giờ mình sẽ tắt đi, mình không cho nó hiện logo nữa, mình save lại. Ở đây mình sẽ refresh một cái. Các bạn sẽ thấy nó mất cái logo nè. Các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên lại. Save lại. Nó có lại cái logo. Rồi ha. Tiếp tục. Header search form nè. Đây chính là cái thanh tìm kiếm lúc nãy các bạn, cái thanh tìm kiếm này nè. Các bạn thấy nó có ha. Bây giờ mình sẽ cho nó mất giống như bên này. Mình không thích nó hiển thị thanh tìm kiếm này tại vì mình muốn cho nó trống cái chỗ. Mình tắt nó đi. Save lại. Rồi, qua đây mình refresh một cái. Không, nó giống y chang như cái trang web icfix.vn của mình đúng không? Rồi, còn những cái icon của cái mạng xã hội ở đây nè, các bạn thích cho nó là Facebook hoặc là YouTube gì đó, nếu như các bạn có kênh YouTube thì các bạn cho lên, các bạn có Facebook thì các bạn cho lên. Cái cách mà để nó hiển thị nó sẽ nằm ở đây. Rồi, Twitter này mình không có thì mình sẽ xóa nó đi. Google Ads bây giờ nó cũng không có còn tác dụng nữa, mình sẽ xóa nó đi. Thì mình sẽ còn cái Facebook và cái YouTube này thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái trang YouTube này vào đây các bạn ha. Mình sẽ điền cái địa chỉ mà YouTube mà để mà khách hàng họ nhấn một cái là nó ra cái kênh của mình liền á. Mình sẽ vô kênh YouTube của mình. My Channel. Đây,
mình sẽ copy cái này, các bạn copy cái nào cũng được, cái này cũng được, copy cái này. Rồi bây giờ mình sẽ paste nó vào đây, đúng không? Ok rồi, mình sẽ save lại. Sau đó mình ra đây mình sẽ refresh một cái, và bây giờ nó chỉ còn Facebook và YouTube thôi. Bây giờ thì mình sẽ nhấn vào YouTube một cái, mình sẽ thấy nó sẽ chạy qua cái kênh đăng ký YouTube của mình nè. Đó các bạn thấy giờ, sau đó nhấn subscribe cái là xong. Rồi tiếp tục, đây chính là cái thanh menu nữa các bạn. Cái thanh menu mà sau này các bạn sẽ để những cái danh mục và bài viết của các bạn lên đây nè, thì các bạn có muốn nó ẩn hoặc hiện các bạn cũng vào ở trong phần header luôn, nó đây nè, không các bạn muốn nó ẩn đi đúng không? Rồi up nó một cái đây, sorry các bạn, đây mới đúng nè, đây ha, sau navigation menu up nó đi, rồi save lại. Đây các bạn thấy chưa, nó mất tiêu nè. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần chỉnh sửa cái toàn bộ những cái header này rồi các bạn ha. Mình sẽ mở lên lại. Rồi còn cái load navigation menu này, khi mà các bạn up á, khi mà các bạn tắt nó đó, các bạn kéo trang xuống á, nó sẽ trôi đi các bạn không. Nếu mà như mà các bạn on lên một cái á, thì cái thanh menu lúc nào nó cũng hiện ở đây, ở đây, ở đây hết đó. Các bạn có thể làm thử cho biết ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần header. Sorry các bạn, phần header như vậy là xong rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần footer. Đây, footer chính là cái phần dưới này nè các bạn thấy không? Đây chính là cái tên web của chúng ta và mấy cái bản quyền nữa. Cái đem thì cũng ai đem shop, các bạn muốn bỏ những cái dòng này đi. Rồi, các bạn nhấn vào cái footer mà các bạn chỉ cần xóa ở đây là xong. Các bạn thích thì các bạn xóa ha, còn không thì các bạn giữ đây, đem bay cái gì mới được. Đây mình sửa lại thành ACFIT. Khi mà người ta nhấn vào thì mình sẽ sửa cho nó lại thành là vào trang ACFIT.vn. .org đi. .vn đi cho nó. Rồi, mình sẽ save lại. Các bạn refresh một cái bạn sẽ thấy nó thay đổi nè. Còn thấy không? Nhấn một cái là nó sẽ ra cái trang .vn của mình, hoặc là cái trang nào đó các bạn muốn nó hiển thị. Trả về, hoặc là các bạn bỏ cái hàng này luôn. Thì các bạn sẽ xóa luôn. Mai mốt các bạn muốn điền cái gì đó thì các bạn vào đây các bạn điền. Sao? Rồi thì trên cái foot của chúng ta nó sẽ có những cái widget các bạn. Các bạn bật nó lên thì sau này đến cái phần widget đó mình sẽ vào đây hướng dẫn các bạn ha. Còn cái foot main menu foot á, các bạn bật hoặc tắt thì nó cũng ở đây nè. Sau này đến cái phần main menu mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chỉnh sửa cái phần đó ha. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.